cho hàm số fx có bảng xét dấu của đạo hàm như sau. Thì cái hàng thứ nhất là x nè, hàng thứ hai là f và x dấu trừ cho thấy nó nhỏ hơn không, dấu cộng là cho thấy nó lớn hơn không nha các bạn. Rồi thì mình có y bằng 3fx cộng 2 trừ x mũ 3 cộng 3x. Thì các bạn nhớ không phải là x là u thì nhớ, nhưng khi đạo hàm thì phải nhân thêm u đạo hàm. Vậy mình thứ nhất tập xác định, các bạn bỏ trống tại vì mình không cần thiết. Y phải bằng 3 nhân u x cộng 2 đạo hàm lại ra 1 nhân f phải x cộng 2 trừ đạo hàm ra là trừ 3 x bình cộng 3. Rồi các bạn lập luận để y đồng biến khi và chỉ khi y phải lớn hơn, do hàm này không biết nó là hàm đa thức hay là hàm phân thức nên nó chỉ lớn hơn không. Tương ứng 3 nhân f phải x cộng 2 trừ 3 nhân x bằng cộng 3 lớn hơn không. Rồi các bạn đặt 3 làm nhân tử chung ra để cho rút gọn đó các bạn, được chưa? Rồi các bạn nhân chuyển qua hàng chia, nhân số dương chiều không đổi thì f phải x cộng 2 trừ x bằng cộng 1 lớn hơn không. Rồi tới đây thì các bạn nhìn vào đạo hàm để các bạn xét, được chưa? Thì các bạn nhìn tương ứng nè, x của mình nhỏ hơn một dấu trừ, vậy mình tương ứng ở đây là x cộng 2 nhỏ hơn 1, x cộng 2 nhỏ hơn 1, được chưa? Mình xét từng trường hợp nè. Tiếp tục x cộng 2 của mình, nhớ ở đây là x thì ở đây mình cho là x cộng 2 cũng được, là f phải x cộng 2 thì nó cũng tương ứng thôi nha các bạn. Các bạn phải hiểu cái từ tương ứng đó. Rồi vậy mình sẽ có là gọi là x cộng 2 tự mình xét từng trường hợp trước đi. Trường hợp 1 nè đó, trường hợp 2 nè, x cộng 2 lớn hơn 1 nhỏ hơn 2. Trường hợp 3 nè, đó, x 2 đến 3, rồi 3 đến 5, rồi tới 4, x cộng 2 lớn hơn 2 đến 3 nè. Trường hợp 4 nè, x cộng 2 lớn hơn 3 đến 4 nè. Và trường hợp 5 nè, x cộng 2 lớn hơn 4. Rồi, mình sẽ xét trường hợp này, còn những trường hợp khác các bạn cũng làm tương tự nha các bạn. Rồi, thì tương đương ở đây nó sẽ ra x nhỏ hơn trừ 1. Rồi, thì nó ở này nhỏ hơn 1 thì cái hàm f và x của mình là gì ạ? Nhỏ hơn không, tương đương f và x nhỏ hơn f và x cộng 2 nhỏ hơn không. Và các bạn chuyển thằng này qua đây đi để cho nó tương ứng đi, f và x cộng 2 lớn hơn x bình trừ 1. Sau đó các bạn thế nhỏ hơn trừ 1 thì các bạn thế không vào đây thì thằng này mang giá trị gì ạ? Mang giá trị âm, được chưa? X bình trừ 1 nó nhỏ hơn không, thằng này nhỏ hơn không, thằng này nhỏ hơn không, vậy có xác định được rằng nó cái hàng này có lớn hơn này chưa? Chưa xác định, được chưa? Các bạn để đó, tiếp tục các bạn làm những cái trường hợp khác cũng như vậy, được chưa?